Eva nổi giận tập 74. Bị bại lộ Ưn Trơn đi khắp nơi để hỏi thăm tình hình. Khi gặp quản lý bảo vệ Ly bước ra khỏi phòng Hưng Minh, thì anh ta cũng phớt lờ, không muốn nói gì với Ưn Trơn nữa. Để xác nhận thêm sự thật, Ki Trơn hỏi bé Rong là đó có phải là mẹ thật của con không thì Rong nói là thật chỉ vì mẹ bảo thế nên cậu ta phải nói theo. Và cậu ta cũng rất mong Ki Trơn vĩnh viễn là bố đẻ của cậu ta. Sau đó Ki Trơn dẫn Rong cùng đi bệnh viện vì Ki Trơn phải đi khám bệnh do anh ta cảm thấy không được khỏe trong thời gian này. Su Trơn sau khi đến nhà In Hun mà bị từ chối, không cho vào, cô ta không còn chỗ nào để đi, rồi cuối cùng cũng gục ngã ngay trong tiệm của bà Hong, do không có gì để ăn trong mấy ngày qua. Bình thường không có chuyện gì thì Kân Sun sẽ chu cấp tiền cho cô, hay Ki Trơn cho bà Hong tiền thì có bao nhiêu bà đều gửi cho Su Trơn. Giờ mỗi người mỗi ngã, cô là sinh viên thì làm gì có tiền mà ăn cơm, được mọi người đưa về nhà Kân Sun. Sau đó Kân Sun biết chuyện thì cũng hộc tốc chạy về nhà. Kân Sun không muốn Su Trơn đến ở nhà mình rồi mất tình cảm với Chin Trơn. Su Trơn thực sự đã hết lối thoát, bèn giả vờ cầu xin Kân Sun để được ở lại mấy ngày sau đó sẽ đi. Vì bà Hong hết sức nói giúp nên Kân Sun đành chịu thua, để Su Trơn ở lại, nhưng với điều kiện là không được bước ra khỏi phòng. Ông chủ nhà nghỉ bắt đầu nghi ngờ ông Lee vì ông đã ở đây quá lâu rồi ăn mì tôm suốt, không biết có tiền trả tiền phòng hay không. Ông ta bắt ông Lee phải dọn phòng ngay, không có cách nào khác, ông Lee phải rời phòng và đi đến của tiệm bà Bông Sun, với thỏa thuận là cứ xem ông ta như chú của Sơn Hô và cho ông ta về nhà Bông Sun ở vài ngày trước khi ông ta chết vì ung thư. Do ông ta không còn chỗ nào để đi, bà Bông không biết làm sao, đành phải đồng ý và dắt ông ta đi. Sau đó mua cho ông ta một bộ đồ vest, để trông ra cũng xứng đáng là một người em chồng từ Mỹ mới trở về. Sơn Hô thắc mắc là tại sao ông Lee lại thường gọi mẹ chỉ bằng tên. Bà Bông Sun bảo vì do hồi trước bà và ông ta cũng là bạn cũ nên hay gọi thế. Bà Bông Sun không quên bảo Sơn Hô và Trân Mi cùng vái lại chú theo đúng tục lệ. Chin Trơn làm việc cật lực hơn để bù lại những gì đã mất của công ty. Hưng Minh biết cảm giác này nên ở lại và đưa cô về nhà. Về đến nhà trong lúc cả hai đang tâm sự ngọt ngào thì Su Trơn đứng đằng sau nghe thấy mọi chuyện và tỏ vẻ rất ghen tức. Chin Trơn vô cùng bất ngờ khi biết Su Trơn từ nay sẽ ở chung nhà cùng cô. Cả hai cùng đi lên cầu thang với nhau. Lên đến nhà, Su Trơn nói chuyện tỉnh như sáo, như chưa có chuyện gì xảy ra trước đây. Kân Sun biết bạn buồn, nên gọi vào phòng an ủi, cũng vì mẹ cô nên không muốn đá đít Su Trơn ra đường vào lúc này. Chin Trơn hiểu được điều đó nên sẽ vẫn chịu khó. Do trong nhà không còn phong nào, nên ông Lee bày ra cách là ông ta sẽ ngủ chung với Sơn Hô, còn Trân Mi qua ngủ chung với mẹ chồng. Trong phòng hai người, ông ta nói chuyện với tư cách người chú mà cứ như là bố, đôi lúc suýt bị lộ diện trước Sơn Hô. Trong lúc Chin Trơn đang ngủ, Su Trơn mò qua phòng và lấy điện thoại của Chin Trơn rồi mang vào phòng vệ sinh. Cô ta mở khóa không được, nhưng In Hun lại gọi đến. Cô ta không ngờ In Hun không thèm để ý đến cô mà suốt ngày gọi điện cho Chin Trơn. Su Trơn thả điện thoại của Chin Trơn vào bồn rửa mặt. Lúc này Su Trơn cảm thấy rất ghét Chin Trơn, với cặp mắt thù hằn. Tiếp theo Su Trơn sẽ dở trò gì đây? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, Kân Sun biết được bí mật của bố Sơn Hô liền về nhà nói cho Chin Trơn biết. Nhưng Chin Trơn nói rằng là phải giấu kín, kẻo Trân Mi biết được thì cô ấy sẽ bị sốc, không tốt cho em bé. Trong lúc lộn xộn này bà Bông Sun không dám nghe máy của ông Ki Te. Cho đến khi ông ta đến tận nhà để dắt bà ra ngoài nói chuyện thì bà mới chịu đi. Hai người ra tiệm massage của bà Bông Sun. Bà Bông kể hết mọi sự tình cho ông Ki Te, rằng ông ta đã bỏ bà ra đi cách đây 30 năm, sau khi để lại Sơn Hô cho bà. Bà rất đau lòng, ông Ki Te nghe vậy thì rất thông cảm cho bà và không muốn rời xa. Chin Trơn hôm nay có một sự cố lớn, đó là số lượng trong đơn đặt hàng của công ty và của bên sản xuất ở nhà máy không giống nhau, khác biệt với số lượng lớn. Do đó nhà máy phải sản xuất ra nhiều, mà bên khách hàng chỉ nhận rất ít. Điều này làm cho công ty mất đi số tiền lớn do không tiêu thụ được số hàng đó. Nghe được sự cố này, Ưn Trơn vô cùng vui vẻ và không ngừng đả kích Chin Trơn ngay trong phòng của cô. Chin Trơn tức lắm, nhưng cô không biết chuyện gì đang xảy ra và đang sai ở đâu. Chỉ có người hại cô thôi,
chứ cô không thể nào làm sai với con số lớn như thế được. Sự việc cuối cùng cũng được tìm ra do Ra Eji, người thanh niên trong phòng Chincheon. Anh ta nhìn thấy sự khác biệt giữa các con số, giữa bản in và bản trên email, như vậy đã có người đánh cháo và sửa đổi con số. Bun Sun đánh bé rong vì cậu ta đái dầm trên giường. Tuy Ki-chun đã ngăn cản và bế ra ngoài nhưng cậu ta lại vẽ bậy lên sổ sách của Bun Sun. Bun Sun tức tối đánh rong rất mạnh tay, cậu ta tức quá và hoảng loạn nên gọi Bun Sun là mẹ. Ki-chun nghe thấy lạ, vì bình thường thì cậu ta gọi là gì? Nay gọi là mẹ thì lạ quá. Ki-chun hỏi, đây là mẹ của con à? Rong bảo là phải, tại vì mẹ bảo con phải gọi là gì, không được gọi là mẹ. Ki-chun tức tối đuổi Bun Sun đi, nhưng Bun Sun lại khóc lóc và van xin để được ở lại, không nói gì được Ki-chun bỏ ra ngoài. Hân Minh vô tình nhìn thấy Eun-chun nói chuyện với người quản lý bảo vệ, thì sinh nghi ngờ, anh ta gọi một người giám sát khác đến để hỏi, thì người này thành thật khai ra mọi chuyện, rồi dẫn Hân Minh đến xem toàn bộ video do camera giám sát ghi lại. Khi Eun-chun bị té ở cầu thang và lúc Eun-chun bí mật đi vào phòng Chincheon, đó là bằng chứng xác thực nhất khiến Eun-chun không thể chối cãi được. Để chứng thực mọi thứ, ông Ki-tae dẫn bà Bong-sun ra ngoài để nói chuyện. Ông ta hỏi bà Bong-sun có cảm giác gì với chồng cũ không, và ông muốn xác nhận xem bà ta có yêu mình không. Được bà Bong-sun đồng ý, ông Ki-tae cảm thấy nhẹ nhõm. Ông Ki-tae nói để bà Bong-sun cảnh giác là liệu ông ta có bị ung thư hay chỉ là giả vờ. Nhưng sau đó thì ông Lee Man-suk lại xuất hiện làm cả hai người đều ngỡ ngàng và khó chịu. Hân Minh biết được mọi chuyện khi gọi quản lý Lee lên để điều tra. Lee khai là do Eun-chun van xin anh ta, nên anh ta mới làm điều đó. Nếu cần thì có thể lấy dấu vân tay để xác nhận xem Eun-chun có đến đó hay không. Eun-chun vừa bước vào thì Hân Minh đã mắng thật to đuổi cô ta bước ra ngoài. Điều gì sẽ xảy đến với Eun-chun khi Hân Minh đã chịu đựng quá sức giới hạn thế này? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, trưa hôm sau khi Chincheon và mọi người đã đi ăn cơm, Eun-chun lại lẻn vào phòng Chincheon rồi tráo đổi tờ hóa đơn mà cô ta đã đánh cắp và sửa đổi trên máy Chincheon. Khi đi ra, cô vô tình gặp Hân Minh đi ngang qua đó. Liệu Hân Minh có biết điều này hay anh ta có nghi ngờ gì không? Trong lúc ăn cơm, Kang Sun nói rằng Soo-chun bị In-hun đá ra khỏi nhà. Khi bà Bong-sun cố gắng hỏi về cô ta, nghe được điều này bà Hong hết sức bất ngờ liền chạy đến nhà In-hun ngay. Bà trách mắng In-hun vì lúc trước anh ta hứa sẽ bao bọc cho Soo-chun, giờ thì đá cô ta ra ngoài. Bà gọi điện để gặp Soo-chun. Soo-chun nói rằng chỉ về ở với bà nếu bà có thể đá mẹ con Chincheon ra khỏi nhà. Bà Hong cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng liệu bà có làm được điều này hay không? Bà Bong-sun phải che giấu thân phận ông chồng bằng cái mác là em chồng, để Sơn Ho và ông Ki-tae khỏi nghi ngờ. Không biết phải làm sao, bà Bong liền đến nhà nghỉ của ông Lee để xem tình hình thế nào. Ở đây, ông Lee tỏ ra tồi tệ hơn với toàn bộ áo quần từ trên xuống dưới, không có chỗ nào lành lặn, kể cả đôi tất. Bà Bong vừa tức giận vừa đau lòng, dù gì thì bà cũng là vợ của ông ta. Chỉ tội bà đang vướng giữa hai bên, không biết phải làm sao. Sắc và In-chu thấy bà Bong vào nhà nghỉ với một gã đàn ông thì vô cùng khó chịu khi không nói cho ai biết. In-chu bèn khai hết khi Trân Mi hỏi. Bà bảo vệ đi ngang qua đó cũng biết chuyện này. Chincheon làm việc vất vả, quên cả việc ăn cơm, nên Hân Minh đem cơm đến cho cô rồi cùng ngồi ăn ở phòng làm việc. Eun-chun đi ngang qua đó thấy vậy thì buồn lắm, đáng lẽ ra cô phải đang ở vị trí của Chincheon mới đúng. Ông Lee Man-suk đang ăn mì tôm và uống rượu trong phòng thì bà Bong-sun đến, bà mua cho ông ta một bộ áo quần mới. Ông ta mừng lắm, như trẻ con được mẹ mua áo mới. Lúc đi ra khỏi nhà nghỉ thì cũng là lúc Kang-sun và Trân Mi đến đó. Họ nhìn thấy tất cả, cũng không ngờ rằng ông Ki-tae cũng đến đó. Ông Lee nói rằng ông ta là chồng cũ của Bong-sun. Khi Trân Mi vừa chạy theo mẹ cô, làm cả hai người đều ngỡ ngàng, trố mắt nhìn. Liệu Kang-sun có nói ra cái bí mật này cho mọi người đều biết hay không? Bà Bong-sun khi gặp hai người họ thì chạy trốn về nhà. Ở nhà bà cũng không yên khi phải đối mặt với những câu hỏi gắt gao, tò mò của Trân Mi và Lee Seon-ho. Mối tình giả tay ba này sẽ thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước,